nhau cùng lớn lên chung phường, đi học ta cùng đi chung một đường, rồi cứ thế từng ngày. Được xem là nhân tố mới mẻ thu hút truyền thông, Hang Sara ấn tượng với khán giả qua MV Tớ Thích Cậu. MV có nội dung vui tươi, trẻ trung, ngay cả ca từ cho đến giai điệu. Thêm vào đó, việc lựa chọn về đề tài tình cảm đôi lứa tuổi học trò trong sáng, dễ thương đã đánh trúng tâm lý của nhóm khán giả học sinh, sinh viên thời điểm khai giảng năm học mới. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công, sức hút cho Tớ Thích Cậu chính là hiệu ứng của cặp đôi giữa Hang Sara và bạn diễn Hot Boy Tomorrow. Xin được cảm ơn bài hát đầu tiên của Hang Sara và Vũ Đoàn Star. Chúng ta có thể dành thêm một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Cho cô gái vô cùng dễ thương này ạ. Và đến giờ phút này thì anh Quân không biết là sẽ phải chào Hang Sara bằng câu xin chào hay là Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.
Và điều đầu tiên thưa quý vị, cái MV và cái bài hát vừa rồi mà quý vị vừa coi là Tớ Thích Cậu đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Anh được biết là đã đạt được đến hơn 20 triệu lượt view trên YouTube. Wow, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Cảm xúc của Hansara làm sao ạ? Cảm xúc của em rất là vui vì ban đầu em không nghĩ là mọi người sẽ ủng hộ cái MV đầu tay của em như vậy. Nên là em rất là cảm ơn mọi người ạ. Vâng, quý vị có thể dành thêm một tràng vỗ tay nữa để động viên tinh thần cô gái đấy được không ạ? Dạ. Và không biết là Hansara đã ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi và em ở đây với gia đình em hay sao? Và làm sao mà em có thể nói tiếng Việt sõi được như vậy ạ? Hiện giờ thì em đang sống cùng định cư tại Việt Nam cùng với lại gia đình của em. Và em qua Việt Nam được gần 7 năm rồi ạ. Và em đang ở với bố mẹ? Dạ. Wow, và ai dạy em tiếng Việt ạ? Thì ban đầu em cũng có tính là đi học. Nhưng mà tại vì đi học thì em không hiểu là cô đang dạy cái gì. Thành ra là em nghỉ học. Sau đó là em kiểu vừa đi học trường rồi kiểu nói chuyện với bạn bè. Sau đó tự nhiên tự động em nói ra được. Wow. Vậy thôi. nhưng mà anh được biết là như là em còn biết hát tiếng Việt trước khi em biết nói tiếng Việt đúng không? Lúc đó em vừa mới qua Việt Nam thì ba em bật cho em bài Ước Gì, wow. Vầng Trăng Khóc của các cô ca sĩ hồi trước thì em rất là thích. Tại vì em không nghĩ là bài hát nó sẽ hay như vậy. Chỉ còn em, cho dù em không hiểu lời nhưng mà em nghe vào em cảm thấy là trời ơi bài hát nó hay quá. Đến mức mà em thuộc lời luôn. Vậy em thử hát thử một đoạn trong Ước Gì được không? Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã mất anh rồi. Wow, rất là dễ thương đúng không ạ? Rất là dễ thương. Cảm ơn em rất là nhiều và không biết là những cái dự án của em sắp tới đây thì có những cái gì hay có thể bật mí với khán giả được không? Dự án sắp tới của em là sẽ ra mắt phim và ra mắt những sản phẩm mới. Nhưng mà em vẫn chưa có thời gian. Thì mong là khi mà em ra những sản phẩm tiếp theo thì mọi người vẫn ủng hộ bài hát của em như ủng hộ Tớ Thích Cậu ạ. Dạ, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Ủng hộ cho một cô gái Hàn Quốc ở Việt Nam và hát tiếng Việt rất là dễ thương. Bây giờ thì anh Quân sẽ mời Hansara hát thêm một ca khúc nữa gửi tặng cho khán giả được không nào? Dạ, em sẽ hát bài Haru Haru của Big Bang. Em đã từng thi trong vòng giấu mặt của chương trình Giọng Hát Việt. Vâng, xin mời Hansara. Hôm nay mọi người có vui không ạ? Em cảm thấy rất là vui khi mà em được diễn trên sân khấu này. Là lần đầu tiên em diễn trên Long An luôn. Mong là mọi người sẽ thích bài Haru Haru của em. Cảm ơn mọi người ạ.처럼 부서진 내 맘, 바람처럼 흔들리는 내 맘, 여기처럼 사라진 내 사랑, 무지처럼 주어지지 않는 한숨만 땅이 꺼지려 쉬죠. 내 가슴 속에 먼지만 쌓이죠. Say goodbye. 네가 없인 단 하루도 못 살 것만 같았던 나, 생각과는 다르게도 그럭저럭 혼자 잘 살아. 보고 싶다고 불러봐도 넌 아무 대답 없잖아. 헛된 길을 걸어봐도 죄송 없잖아. 옆에 있는 그 사람이 뭔지 욕심 너를 잊은 않지 보이긴 하는지 벌써 싹 다 잊었는지 걱정돼 돌아보실 조차 생각할 수조차 없어 애태우고 나 홀로 밤에 지새우죠 돌아보지 말고 떠나가라 넌 나를 찾지 말고 살아가라 너를 사랑해 길을 걷던 너와 나 마주친다 해도 못 본 척하고서 그대로 가도 그가죠 자꾸만 내 생각이 떠오르면 아마도 나도 몰래 그대 찾아갈지도 몰라 넌 내가 사랑과 행복하게 넌 내가 다른 맘 안 먹게 네 지금 이리도 안 하게
그만큼 잘 지내줘 너 보란 듯이 그저 내게 지하였게 모두 같이 스파랗게 늘 그래 그렇게 웃어줘 돌아보지 말고 떠나가라 넌 나를 찾지 말고 살아가라 너를 사랑했기에 왜 어디에 좋았던 기억만 가져가라 그럭저럭 참아볼만해 그럭저럭 견뎌낼만해 넌 그럴수록 행복해야 돼 하루하루 무뎌져졌네 나를 떠나서 몸 편해지게 나를 잊고서 살아가줘 그 눈물은 더 마를 테니 하루하루 지나면 차라리 만나지 않았더라면 돌아플 텐데 영원히 함께 하자던 그 약속 이제 추억에 묻었던게 말해 baby 돌아보지 말고 떠나가라 오늘 뭐다 얘 로마 달고 살아가라 너를 사랑했기에 왜 없기에 좋았던 기억만 가져가라 그럭저럭 그럭저럭 견뎌낼 만해 넌 그럴수록 행복해야 돼 하루하루 무뎌져간대 Oh boy I cry cry you're my all Say goodbye bye oh my love Don't lie lie you're my home Say goodbye xin được cảm ơn Hansara rất là nhiều và anh Quân xin được chúc cho em sẽ lúc nào cũng rất là xinh tươi, rất là trẻ trung và sẽ có thêm nhiều những sản phẩm âm nhạc, những MV được khán giả yêu thích. Và bây giờ thì xin mời em sẽ nhận một kỷ niệm chương của chương trình MV Top Hits. Đây là kỷ niệm chương để ghi dấu cho MV Tớ Thích Cậu của em đã được trở thành MV được yêu thích trong tháng 11. Chúng ta cùng vỗ tay để chúc mừng cho Hansara. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên em được diễn trên sân khấu Top Hit, MV Top Hit. Và cũng là lần đầu tiên em diễn ở Long An. Và em rất là vui khi mà MV Tớ Thích Cậu của em được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Và em mong là những cái sản phẩm tiếp theo, những cái dự án tiếp theo của em còn rất là nhiều để em có thể tiếp xúc với mọi người nhiều hơn nữa. Thì em mong là mọi người sẽ ủng hộ em, vẫn ủng hộ bài hát của em như là mọi người đã ủng hộ bài Tớ Thích Cậu. Cảm ơn mọi người.